Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 4 tháng 11 năm 2021 về việc ông Đoàn Ngọc Hải nói một câu đanh thép về ồn ào từ thiện của nghệ sĩ Việt. Mới đây, trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết đã có buổi gặp gỡ giao lưu với cặp đôi vợ chồng danh ca Cẩm Vân Khắc Triệu và Việt Hương Hoài Phương. Vì tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên mọi người đã tổ chức một bữa tiệc hội ngộ nho nhỏ tại nhà riêng giọng ca Khát Vọng. Trong không gian ấm cúng, sang trọng, ông Đoàn Ngọc Hải cùng các nghệ sĩ đã cùng ăn tối và hát ca trong gần 7 tiếng đồng hồ tối 3 tháng 11. Cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh trải lòng về việc nghệ sĩ làm từ thiện. Có nhiều người bảo với tôi rằng giới nghệ sĩ sống ảo và không thật. Điều đó chỉ đúng một phần rất nhỏ. Nghệ sĩ chân chính họ là những con người, họ lao động miệt mài, họ trích một phần thu nhập làm từ thiện để cảm ơn khán giả và cũng là để tích đức. Mỗi người có một cách làm từ thiện phù hợp với sức khỏe, khả năng và hoàn cảnh. Chị Cẩm Vân thì thường xuyên len lỏi vào các quán cơm không đồng cho người nghèo tặng tiền và đồ nấu ăn cho các quán. Vợ chồng Việt Hương thì bỏ tiền túi làm từ thiện với quy mô lớn hơn trước quan hệ thân thiết giữa ông Đoàn Ngọc Hải và các sao Việt. Có nhiều ý kiến đã khuyên ông không nên tiếp xúc với giới nghệ sĩ để tránh thị phi. Ông bật cười và cho biết bản thân mình không bao giờ nghe từ một phía, mà luôn đi sâu tìm hiểu rõ hơn về sự việc. Trong đại dịch vừa qua tôi đã thấy những tấm gương nghệ sĩ lao vào tâm dịch như nhạc sĩ ca sĩ Hoài Phương và vợ là danh hài Việt Hương, cố ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Phương Thanh. Những nghệ sĩ không lao vào tâm dịch không có nghĩa là họ không tốt, vì còn phụ thuộc vào tình trạng cơ thể, cơ địa, tuổi tác, bệnh nền, miễn sao chúng ta có suy nghĩ và lời nói tốt với xã hội là được. Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn chứng những trường hợp nghệ sĩ làm từ thiện ông đã chứng kiến và tiếp xúc qua. Đáng chú ý, ông Đoàn Ngọc Hải cũng tiết lộ dòng tin nhắn cuối cùng của Phi Nhung và bày tỏ niềm thương tiếc khi cố ca sĩ mất vì dịch bệnh. Phi Nhung khi vừa bị nhiễm COVID-19 đã nhắn tin cho tôi và cảnh báo tôi phải cẩn thận. Rất thương tiếc Phi Nhung không may mắn khi không thể vượt qua. Thương tiếc cho tất cả những người không may mắn. Ngoài 50 tuổi, ông Hải tự hào vì những hoạt động từ thiện đã giúp ông có thêm nhiều người bạn tốt từ những vùng cao như Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên và cả giới nghệ sĩ chân chính. Chia sẻ của ông Đoàn Ngọc Hải về những ồn ào từ thiện xoay quanh các nghệ sĩ thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận suýt xoa khi được nghe giọng hát của các thần tượng mình mến mộ. Đặc biệt khoảnh khắc ông Hải cất giọng giữa tiếng đàn của danh ca Khắc Triệu và tiếng kèn của nhạc sĩ Hoài Phương nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Bên cạnh đó, dân mạng cũng bày tỏ sự biết ơn với tấm lòng cao cả của các nghệ sĩ làm từ thiện. Ngưỡng mộ các anh, chị và các bạn, những tấm lòng vàng, chúc bác và các nghệ sĩ luôn mạnh khỏe và bình an. Thương bác, thương cố ca sĩ Phi Nhung và tất cả những người đã sống hết mình vì cộng đồng. Làm từ thiện giúp đời giúp người không biết mệt mỏi. Trước đó, ngày 1 tháng 11, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân 12 tờ sao kê ngân hàng từ ngày lập quỹ 12 tháng 3 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Ông cho biết mặc dù không có mạnh thường quân nào yêu cầu sao kê nhưng ông vẫn có trách nhiệm gửi báo cáo đầy đủ và các chứng từ để mọi người nắm được. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.